Xin chào các bạn, đây là chuyên mục Tech Daily của tạp chí công nghệ Techmag và mình là Vân Anh. Ngay bây giờ thì hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi vừa thổi vừa xem của làng công nghệ có trong ngày 17 tháng 1 nhé. Hãng bảo mật Keeper vừa công bố kết quả nghiên cứu của họ về sự tiến bộ của người dùng Internet trên toàn thế giới trong cách tự bảo vệ dữ liệu của bản thân, đó là cách đặt mật khẩu. Công ty bảo mật này thực hiện nghiên cứu bằng cách theo dõi 10 triệu danh sách mật khẩu bị rò rỉ trên mạng trong cả năm 2016 vừa qua. Tuy nhiên, thực tế lại chỉ khiến chúng ta thêm lắc đầu ngán ngẩm bởi danh sách các mật khẩu phổ biến nhất trên toàn thế giới đó là 123456 này, 123456789, QWERTY, 123456789 và 111111. Trong đó thì dãy số 123456 chiếm thị phần áp đảo và đứng đầu bảng xếp hạng với tỷ lệ người dùng lên tới là 17%. Trên blog chính thức của mình thì Keeper không khỏi thất vọng khi nhận thấy rằng vẫn còn đó rất nhiều đối tượng khách hàng từ phổ thông như là người dùng mạng cho đến những mạng lưới phức tạp như các công ty vận hành web đều sử dụng một mật khẩu mặc định và có thể dễ dàng bị hack trong vòng vài giây đồng hồ. Điều này cho thấy trình độ phần đông người dùng có hạn và chưa ý thức được sự nguy hiểm trên một không gian mạng đang ngày càng trở nên phức tạp. Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc vừa đưa tin về việc ông Lee Jae-yong, phó chủ tịch của Samsung Electronics, con trai của ông Lee Kun-hee, chủ tịch tập đoàn Samsung đang phải đối mặt với nguy cơ hầu tòa do công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đang xin lệnh bắt giữ ông này vì những nghi ngờ liên quan đến việc ông Lee Jae-yong đứng đằng sau vụ tham nhũng hàng chục triệu đô la để đổi lấy sự ủng hộ của chính phủ cho vụ sáp nhập gây tranh cãi giữa hai công ty con của Samsung là JE Industry và Samsung C&T. Người nhận tiền để thực hiện vụ hối lộ trên là bà Choi Soon-sin, một trong những người bạn thân của cựu tổng thống Park Geun-hye. Hiện tại thì yêu cầu bắt giữ trên vẫn đang được xem xét tại tòa án Seoul. Nếu được phê chuẩn thì đồng nghĩa với việc ông Lee sẽ phải chính thức phải hầu tòa, cũng như càng khẳng định rằng sự thật về việc ông này có nhúng tay vào vụ bê bối trên hay không. Được biết thì vào tuần trước, ông Lee cũng đã bị thẩm vấn tới 22 giờ tại văn phòng công tố viên của Hàn Quốc. Bên cạnh Samsung thì nhiều tập đoàn lớn khác ở Hàn Quốc như là LG và Hyundai cũng đang bị xếp vào diện tình nghi xem có dính líu gì liên quan đến vụ bê bối này hay không. Vào ngày 16 tháng 1 vừa qua thì hãng điện thoại Vivo đã chính thức giới thiệu tại Việt Nam phiên bản nâng cấp của chiếc Vivo V5 được ra mắt cách đây 2 tháng mang tên là V5 Plus. Tương tự như người anh em của mình thì chiếc V5 Plus cũng được nhấn mạnh vào tính năng chính là chụp ảnh selfie cùng cấu hình được nâng cấp. Theo đó thì Vivo V5 Plus được trang bị cụm camera kép ở mặt trước với camera chính lên tới là 20 megapixel kết hợp với camera phụ là 8 megapixel cùng lens flash Moonlight Selfie cho khả năng tạo ra các bức ảnh selfie xóa phông ảo diệu tương tự như nhiều flagship hiện nay. Các nâng cấp đáng chú ý về phần cứng khác của thiết bị bao gồm là vi xử lý Snapdragon 625, RAM là 4GB, chip âm thanh riêng AK4736, màn hình là 5,5 inch Full HD, pin là 3160 mAh. Thiết bị sẽ được bán ra vào ngày 20 tháng 1 với mức giá chính thức là 9,99 triệu đồng. Như nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin về hãng máy tính Razer thông báo rằng họ bị kẻ gian lấy trộm mất nguyên mẫu laptop chơi game 3 màn hình mang tên là Project Valerie tại hội chợ CES 2017 vừa qua. Điều hy hữu là hiện tại, nhiều khả năng rằng chiếc laptop độc đáo này được vận chuyển đến Trung Quốc và giao bán trên trang mua sắm trực tuyến Taobao của nước này với mức giá lên tới là 150.000 tệ, tức là gần 500 triệu đồng. Được biết, ngay sau khi thông báo bị mất trộm, thì Razer cũng treo luôn giải thưởng lên tới là 25.000 đô la, tức là khoảng 560 triệu đồng cho người cung cấp thông tin về thủ phạm vụ trộm. Theo các động thái mới nhất, thì tin giao bán chiếc laptop Project Valerie đã được gỡ xuống. Có lẽ rằng nhiều khả năng Razer sẽ tìm cách thu hồi lại thiết bị này, cũng như thông báo tới các nhà chức trách địa phương tại Trung Quốc để tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc. Vừa rồi là bản tin Tech Daily của ngày 17 tháng 1. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay thì đừng quên like, subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.